Nhà đất Hằng Ni xin kính chào tất cả các anh chị quý khán thân mến. Cả nhà mình đang tìm một căn nhà phố vị trí đẹp thích hợp vừa ở mở văn phòng công ty kinh doanh mua bán đa dạng ngành nghề. Hãy cùng Hằng Ni chúng ta đón xem và sở hữu một căn nhà tọa lạc ngay vị trí mặt tiền đường nội bộ thuộc trục đường số kết nối với đường Nguyễn Oanh Lê Đức Thọ, kế bên chợ An Nhân, trung tâm phường 6 quận Gò Vấp nè cả nhà. Đó, một căn nhà ngay vị trí góc hai mặt tiền đường, quá là đẹp luôn. Mà còn ngay vị trí trung tâm, cách ngã năm Gò Vấp và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 5 đến 10 phút di chuyển, cũng như là kết nối với trục đường Nguyễn Oanh, đường Phan Nhân Chị, đường Phạm Văn Đồng. Cả nhà mình di chuyển về quận Bình Thạnh, Phú Nhuận cũng rất là gần luôn. Và nhà mình thì kế bên chợ An Nhân, hoặc là mình đi chợ hoặc là trung tâm thương mại kế bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng nè cả nhà. Đó, ngay tòa nhà của báo Tuổi Trẻ cũng như là trong bán kính 300m đầy đủ chợ, siêu thị, trường học. Một vị trí quá đẹp, thuận tiện kinh doanh mua bán. Và ngôi nhà hôm nay Hằng giới thiệu kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu, mẫu kiến trúc tân cổ điển, mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài vô cùng thông thoáng. Tông chủ đạo là màu trắng nè cả nhà. Nhà mình từ hai hướng chính, hướng mặt tiền chính phía trước là hướng đông nam, còn con hẻm hậu bên hông, lối cửa hậu là hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mệnh là đông tứ trạch hoặc là tây tứ trạch đều được. Với diện tích chiều ngang là 4m1, chiều sâu là 13m, khuôn đất của mình công nhận đủ vuông vắn đi cho đến sâu. Phong thủy bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ luôn nè cả nhà. Đó, cùng Hằng đi chúng ta ngắm như là một lần nữa kiến trúc mặt tiền chính phía trước. Gia chủ mình đang hạ giá rất là gấp cho ngôi nhà này. Hiện tại chốt nhanh chỉ còn mức giá là 8 tỷ 180 triệu đồng nha cả nhà. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với chủ nhà của mình, mua bán chính chủ, và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan. Tòa lạc ngay vị trí căn góc hai mặt tiền đường, vô cùng đẹp luôn. Và nhìn từ phía bên ngoài, gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt bốn cánh phía trước, trong chỗ đó là màu trắng. Bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly nè. Đây, đó, nhà mình quá là thoáng luôn đó nha. Vị trí thuận tiện kinh doanh. Và trước khi di chuyển bên trong tham quan, Hằng Ni xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta ngắm nhìn lối hẻm hậu bên hông. Con hẻm hậu bên hông của mình là rộng khoảng 4m, hẻm thông ra cụm căn hộ chung cư dự án của Mường Thanh á. Khu trong đó là khu phân lô 100 căn xây dựng đồng bộ vô cùng đẹp. Đó, bên hông của mình có chỗ ô cửa sổ ra bên ngoài nhìn thông thoáng lắm nha cả nhà. Và có lối cửa hậu di chuyển ra bên ngoài đó ngay phía này nè. Kế bên nhà mình là những căn nhà phố cao tầng, khu này có camera khu phố. Và mặt tiền chính phía trước thì đường rộng lên tới 8m lận. Một vị trí tương đối đẹp luôn. Đối diện nhà mình là một công viên mini nhỏ nhỏ, hoặc là cả nhà mình di chuyển vào 50m bên trong đó là khu công viên lớn hơn, mình đi tập thể dục thể thao, đi bộ buổi chiều cũng tương đối mát mẻ. Và Hằng đi di chuyển vào không gian bên trong để cả nhà mình cùng tham quan nè. Đây, từ lối này nhìn lên mặt tiền chính một lần nữa. Gia chủ có thiết kế cho mình tại tầng trệt có hệ thống mái che bên trên. Đó. Và không gian khu vực bên trong mình có thể đậu được 5 chiếc xe máy tương đối thoải mái, hoặc là khu vực trồng cây trồng hoa. Gia chủ đã thiết kế cho mình rất là chắc chắn rồi, gạch ốp phun trần. Còn lối bên hông này á, là những khung sắt bảo vệ kết hợp với lớp cửa cuốn này cả nhà. Mình có một lớp cửa buộc sắt rồi một lớp cửa cuốn bên trong. Bên trong thêm một lớp cửa nhôm sinh pha nữa. Tính ra nhà lên tới 3 lớp cửa. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt, được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Thông tầng nhìn lên phía trên. Bên trên mình có đèn chùm kết hợp với trần chìm giật cấp đèn led âm trần nè. Đây, hai phía bên thành tường của mình được gia chủ thiết kế cho mình với kiến trúc tân cổ điển, thì có điều chỉ tấm đường trang trí làm điểm nhấn. Bên dưới là mình ốp gạch cao lên khoảng 1m đó cả nhà, cũng như là lót gạch bên dưới là 80-80, chống trầy chống trơn trượt gần bóng kiến đó. Nhà mình ngay căn góc cho nên là bên hông gia chủ mình có chỗ cửa sổ ra bên ngoài. Và tiếp tục di chuyển vào không gian khu vực bên trong, phòng khách liên thông với phòng bếp. Được gia chủ thiết kế tại tầng trệt cho mình đó là toilet nè cả nhà. Khu vực này nha, dành cho khách khi đến chơi nhạc là gia đình mình sử dụng bồn vệ sinh lavabo đun sôi nè. Gạch ốp phun trần ở tầm là màu tiên. Và thang bộ của mình nằm ở giữa nhà. Đó, khu vực thang bộ nè. Đây, gia chủ mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng nhôm đúc nguyên khối, mạ vàng.
và không gian khu vực bếp, hay từ bếp trên, từ bếp dưới, bộ bàn ăn. Gia chủ đã thiết kế cho mình hoàn thiện và đầy đủ các trang thiết bị, trong đó có máy hút mùi, bếp âm mặt đá, lò nướng, lò vi sóng đầy đủ nè cả nhà. Hàng Mỹ thích nhất là những căn gốc như vậy, nhà mình thông thoáng lắm, kinh doanh nhà kia mua bán ở văn phòng công ty thì tương đối phù hợp luôn á. Đó, cửa hậu bên hông được gia chủ thiết kế cho mình mà hai lớp cửa, một lớp cửa sắt thì một lớp cửa cuốn bên ngoài nữa nha cả nhà. Đây đó, ta cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực cái tầng bên trên để tham quan ngôi nhà. Ở đây mình có một cái tủ đựng rượu, tủ trưng bày âm vào bên trong tường. Với diện tích chiều ngang là 4m1, chiều sâu là 13m. Khuôn đất của mình công nhận đủ vuông vắn để cho đến sâu. Đây, thằng đi di chuyển tiếp tục lên tầng lửng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Một căn nhà phố gia chủ mình đang rất là ngọt luôn rồi nha cả nhà. Với mức giá gia chủ mình đang giao cho còn mức giá là 8 tỷ 180 triệu đồng. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng, có bộ điện trần thông tầng xuống bên dưới nè, thông thoáng nè, hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài. Tầng lửng đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, mình có bộ sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, ô cửa sổ mở ra bên ngoài, những khung sắt bảo vệ và lớp cửa nhôm sinh pha nữa. Bên trong là mình có tủ rượu âm tường vào bên trong nè. Một căn nhà thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển, những cái phiêu chỉ rồi dán giấy dán tường làm điểm nhấn. Bên trên này thì mình làm phòng ngủ đầu tiên dành cho ông bà lớn tuổi chứ không thể nào leo cầu thang cao được, hoặc có là làm phòng khách, phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke. Cùng hàng này chúng ta di chuyển lên các phòng ngủ bên trên để tham quan. Tổng là 4 phòng ngủ. Ngay vị trí kinh doanh mua bán quá là đông đúc và sầm uất rồi. Ở đây mình mở phòng công ty, là mở quán cà phê, rồi tiệm nail, tiệm tóc gì cũng được, hoặc là cơ sở giáo dục y tế. Mình mở văn phòng phẩm ở cái nhà kế bên trường học luôn. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu đầu tiên, đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Một phòng ngủ, ở đây mình có toilet sử dụng riêng nè cả nhà. Phòng vệ sinh, lavabo, đường soi, vách kính ngăn riêng, gạch ớt phun trần, mái tông là màu kem. Và phòng ngủ phía trước đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, giường ngủ nè, rồi đầy đủ các trang nội thất bên trong. Hiện tại là gia chủ mình đang sử dụng phòng này, đồ đạc nội thất hơi nhiều, cả nhà khi xem thì thông cảm cho bên Hằng Ni. Mình có ban công chỗ cái bên ngoài, ban công 1m đó, làng can sắt của mình. Đối diện nhà là những căn nhà cao tầng và hệ thống cây xanh, và với công viên mini ở đây nữa nè cả nhà. Khu phân lô mới 100 căn nhà ngay vị trí trục đường khu Nguyễn Oanh, khu Lê Đức Thọ thuộc phường 6 quận Gò Vấp. Và phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau. Ở phía bên ngoài gia chủ thiết kế cho mình một cái tủ quần áo đục nóc lên trên luôn. Em thích nhất á là mình về á mình tháo những cái này mình bỏ đi, với cái nhà nhìn nhà mình nó rộng hơn á, mà nhìn nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó, ở đây mình sẽ có một lối cửa di chuyển ra ban công nè. Với lợi thế góc hai mặt tiền đường cho nên ban hông gia chủ mình có chỗ ban công ở bên ngoài. Này. À, bước ra ngoài thì vô cùng mát luôn. Ngay khu nhà cao tầng xây dựng đồng bộ. Đường thì phân lô chạy nhựa sạch sẽ lắm. Và phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau. Mình cũng có đầy đủ các trang thiết bị rồi. Đây, ô cửa sổ mở ra bên ngoài nè. Rồi tủ quần áo, giường ngủ bên dưới gạch của mình là lớp gạch da gỗ. Máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng. Và em di chuyển tiếp tục không gian khu vực lầu thứ hai để cả nhà mình cùng tham quan. Phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ tư bên trên. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube nhà đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, cái này mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và phòng ngủ thứ 3 nằm ở phía trước nha cả nhà. Ở đây mình sẽ có toilet sử dụng. Đó, giữa hai phòng. Vách kính ngăn riêng nè. Phòng vệ sinh, vô đường soi, gạch ốp phun trần. Và phòng ngủ phía trước. Phòng này thì gia chủ mình không có sử dụng. Tất cả đều là đồ mới, chưa mới sử dụng luôn. Mình có giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ khách đầu giường, bàn họp, tủ quần áo, ban công chỗ ra phía trước, rèm màn cửa. Ban công chỗ ra 1m đó cả nhà. Đó, không thoáng à. Ngay vị
trí góc hai mặt tiền đường nữa chứ. Ai, ban công rồi máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng luôn. Một căn nhà chính chủ nay đang cần tiền bán gấp cho một cặp nhà phố như vậy. Hai căn, cả nhà mình đang tìm một căn nhà kế bên quận Bình Thạnh, Phú Nhuận. Hãy đến tham quan thực tế thử hai ngôi nhà này, vị trí thuận tiện kinh doanh nữa cả nhà. Phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau cũng đã được gia chủ mình thiết kế đầy đủ các trang thiết bị và máy lạnh sử dụng riêng bên trong. Phòng phía sau thì mình có ô cửa sổ nè, đó, thông thoáng mát mẻ lắm. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng sân thượng bên trên để tham quan ngôi nhà. Lâu lâu mới thấy một căn nhà vị trí mặt tiền đường, đường xá đông đúc ngay vị trí trung tâm như vậy. Tính ra là bằng giá nhà cho một con hẻm nội bộ khoảng 4m thôi nha cả nhà. Mà ngay trung tâm phường 6 nữa chứ, chúng ta thuận tiện về quận Bình Thạnh, Phú Nhuận. Và em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng lầu thứ 3, được gia chủ thiết kế làm sân phơi phía sau nè. Khu vực giặt sấy, để máy giặt máy sấy cũng được. Gia chủ đang để ý hai máy tập chạy bộ phía sau á. Còn này là khu vực sân phơi. Đó, có máy giặt và thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên. Nơi đặt bồn nước hay máy nước nóng năng lượng mặt trời, những khung sắt bảo vệ nè, kiên cố và đầy đủ rồi, tương đối an ninh luôn. Đó, bên trên này là sử dụng cho mình là hệ máy tôn nha cả nhà. Và mình kết hợp thêm á, về mình lắp thêm những cái trần 60-60, trần nhựa 60-60 vào để tương đối mát hơn. Đây, bên trên cầu thang của mình, ô cửa sổ hướng trời ánh sáng trực tiếp cái cầu thang nè. Lên nhà mình đầy đủ sáng tự nhiên ban ngày luôn. Còn lượng gió trời lưu thông là những cái ô cửa ngay phía bên hông á, cái ban công phía trước á cả nhà. Và phòng thờ ông bà tổ tiên hoặc là phòng ngủ thứ năm cũng được, tùy theo nhu cầu sử dụng của gia đình mình hoặc là phong tục tập quán của mỗi gia đình. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, những cái phiêu chỉ nè, rồi hai ô cửa sổ đầy đủ và hoàn thiện rồi. Mình sẽ có ô khu vực phía trước nè cả nhà. Đó, ngoài này gia chủ thiết kế cho mình có lavabo nè, gạch ốp phun trần lên trên luôn á, ban công trổ ra bên ngoài, thông thoáng mát mẻ lắm. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy liên hệ cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em đi xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này với mức giá là 8 tỷ 180 triệu đồng, hãy liên hệ cho em. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Trước khi kết thúc video, em xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nè. Chào tạm biệt. Bye bye.